xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống thưa quý vị trò chơi điện tử trực tuyến hay còn gọi là game online là một hình thức giải trí phổ biến trong đời sống hiện nay tuy nhiên đối với một số người đây không chỉ là một trò giải trí mà là một thế giới sống động và hấp dẫn họ hơn cả đời thật thậm chí đáng để họ bất chấp đạo đức và pháp luật để được chìm đắm trong thế giới ấy liên quan tới vụ án người phụ nữ tử vong trong ô tô tại quận long biên hà nội nghi phạm xuống tay sát hại nạn nhân cũng là một người nghiện game online nhiều năm vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của những đối tượng nghiện game đối với toàn xã hội Ngày 18 tháng 4, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Việt Hùng, sinh năm 1988 ở Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam, về hành vi sát hại người, cướp tài sản. Trương Việt Hùng là nghi phạm trong vụ án đoạt mạng chị NPNQ, sinh năm 1984, rồi giấu nạn nhân trong ô tô tại hầm trung cư ở quận Long Biên. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do nhiều lần vay tiền và bị chị Quy từ chối, giữa Hùng và nạn nhân đã nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng sau đó đã nảy sinh ý định sát hại chị Quy rồi tìm cách kết thúc cuộc đời mình. Nắm được quy luật sinh hoạt của chị Quy, khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi nạn nhân sinh sống rồi chờ ở sảnh. Sau đó, cùng đi thang máy với nạn nhân xuống hầm để xe. Khi thấy chị Quy đến vị trí đỗ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau thực hiện hành vi tội ác. Sau đó, Hùng kéo chị Quy vào ô tô và mang về cất giấu tại hầm để xe của trung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, rồi chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Quy nạp vào tài khoản game. Sáng ngày 13 tháng 4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi game và nghỉ tại đây. Đến ngày 16 tháng 4, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Trong vụ án này, nghi phạm thể hiện là một người nghiện game khi lập tức chìm đắm vào thế giới ảo ngay sau khi gây tội ác trong đời thực. Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam cho biết, Trương Việt Hùng không có công việc ổn định và thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Kinh tế gia đình Hùng không mấy khá giả khi bố bị bệnh, phải chạy thận nhiều năm, không thể lao động, trong khi mẹ Hùng thuê một cửa hàng trên quốc lộ 1A để bán bánh mì. Vị lãnh đạo xã cho hay, Hùng chưa có tiền án tiền sự, đối tượng đã lập gia đình và có hai người con gồm cả trai và gái. Ở tuổi 35, con người về cơ bản đã có thể gây dựng sự nghiệp vững vàng, tự mình gánh vác trách nhiệm với chính bản thân và gia đình. Vậy nhưng Trương Việt Hùng lại khác. Ngoài 30 tuổi, thậm chí đã có hai người con, cả trai và gái, nhưng đối tượng này vẫn không hề tu trí làm ăn. Thú vui duy nhất của Hùng là vùi đầu vào game ngày này qua ngày khác. Để có tiền tiêu xài và chơi game, đối tượng đã vay mượn tiền của rất nhiều người. Khi các chủ nợ nhắc nhở, thay vì phải thay đổi, đối tượng lại tỏ ra khó chịu. Trong số này có nạn nhân quỳ. Từ đó, suy nghĩ kết liễu chủ nợ đã nhen nhóm trong đầu kẻ thủ ác. Theo bài viết đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Net, bàn về mức độ nguy hiểm của tội phạm nghiện game qua vụ việc người phụ nữ tử vong trong xe ô tô, luật sư Vũ Thủy Linh, công ty luật TAT cho biết hành vi của Hùng đã bị khởi tố về tội sát hại người khác. Trong quá trình điều tra, tùy vào các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mức hình phạt đối với hành vi này từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình và có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung. Đối với việc nghi phạm lấy 16 triệu đồng của nạn nhân đi chơi game, luật sư Vũ Thủy Linh nhận định hành vi của Hùng đã cấu thành tội cướp tài sản có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Trong vụ án này, có thể Hùng phải đối diện với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Vì hành vi nghiện game của Hùng, luật sư Vũ Thủy Linh cho biết, thực tế đây không phải là lần đầu xuất hiện vụ án liên quan đến nghi phạm nghiện game. Nhiều người đã vi phạm pháp luật, mắc nhiều bệnh rối loạn tâm thần xuất phát từ việc nghiện game. Theo luật sư, Chứng nghiện game online được bổ sung vào danh sách các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. WHO thông báo, rối loạn chơi game bao gồm các triệu chứng như tình trạng mất kiểm soát hành vi, ưu tiên chơi game hơn tất cả các hoạt động khác, dành thời gian chơi game bất chấp hậu quả tiêu cực. Luật sư Vũ Thủy Linh cho hay, thậm chí có những vụ án người phạm tội lấy ý tưởng từ game, những trò chơi hành động trên các game đã trở thành gợi ý cho nhiều đối tượng thực hiện các vụ bắt cóc, sát hại người dã man. Chính những hành vi này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh trật tự xã hội. Theo nữ luật sư, việc nghiện game không chỉ ảnh hưởng tới xã hội, chính bản thân người nghiện game cũng rơi vào trạng thái không phân định được thế giới ảo và thật, mất kiểm soát hành vi, cảm xúc ở cuộc sống thật nên dễ dẫn đến các hành vi sai trái, cực đoan. Do đó, gia đình bạn bè khi nhận thấy người thân, bạn bè của mình có hành vi nghiện game như vậy, cần hết sức khuyên giải để người đó nhận thấy tác hại nghiêm trọng của việc nghiện game để ngăn chặn xu hướng nghiện game tăng cao trong giới trẻ cần có sự chung tay của gia đình, xã hội và các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục và cả những biện pháp chế tài phù hợp. Game online là thế giới vô cùng hấp dẫn và đầy cám dỗ, nhiều người lựa chọn đắm mình trong đó như một cách để trốn tránh thực tế không mấy suôn sẻ của bản thân. Như hoàn cảnh của Trương Viện Hùng, kinh tế gia đình khó khăn, bố đang mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ vất vả bán bánh mì mưu sinh, gia đình chỉ có hắn là con trai duy nhất, nhưng thay vì báo hiếu bố mẹ, đứa con trai này giờ đây lại trở thành kẻ sát nhân, nguy cơ đối diện với bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Theo các chuyên gia tâm lý về tội phạm của Bộ Công an, nhiều người vẫn nghĩ nghiện game chỉ đơn giản là một hành vi của một bộ phận người trẻ thích các trò chơi khám phá, đối kháng trên máy tính hay các hệ máy điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế, nghiện game, nhất là game online, có tính chất đối kháng và sát thương còn nguy hiểm còn hơn cả nghiện ma túy. Đỉnh điểm của nghiện game dẫn đến phạm tội không thể không nhắc tới triệu quân sự. Một cậu học trò giỏi, một quân nhân tốt, sự đã trượt dài trong chuỗi ngày phạm tội và vượt ngục. Điểm chung giữa Trương Việt Hùng và đối tượng nghiện game có tiếng triệu quân sự. Triệu quân sự có lẽ không còn là cái tên quá xa lạ với nhiều người đặc biệt là sau những lần vượt ngục đầy táo tợn gây xôn xao dư luận của gã. Điều đáng chú ý là những dấu mốc quan trọng trong lai lịch bất hảo của kẻ tội phạm này đều liên quan đến hành vi nghiện game. Theo nội dung bài viết với tiêu đề Ngăn ngừa tội ác từ các đối tượng nghiện game đăng tải trên chuyên trang pháp luật và xã hội của báo Kinh tế và Đô thị, triệu quân sự học giỏi, nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên bỏ dở ở lớp 10. Năm 2011 chúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự nhưng vì quá nghiện game nên ít nhất 4 lần đào ngũ để đi chơi game. Thời điểm này, sự đã bắt đầu trộm cắp để bán lấy tiền tiêu xài. Tháng 8 năm 2012, sau cuộc đào ngũ, sự về Hà Nội sống lang thang. Đến chiều 22 tháng 8 năm 2012, đối tượng mang theo dao bấm đến quán Hương Sen, quận Long Biên, xa đại nữ chủ quán, cướp nhẫn vàng, hoa tài, lấy hai điện thoại di động gây chấn động dư luận. Tháng 3 năm 2013, Tòa án quân sự quân khu 1 xét xử tuyên phạt triệu quân sự án tù trung thân với 3 tội danh sát hại người, cướp tài sản, đào ngũ, chuyển đến trại giam T10 ở Quảng Ngãi. Quá trình chấp hành án phạt, dạng sáng ngày 8 tháng 11 năm 2015, sự của một phạm nhân khác tên Tuấn cưa sóng sắt, treo tường trốn trại giam quân sự khu vực miền Trung, đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi giả soát diện rộng, ngày 15 tháng 12 năm 2015, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương phát hiện sự tại quán Internet ở Bắc Ninh nên ập vào khống chế, thu giữ trên người tên tội phạm truy nã một dao nhọn. Sang năm 2016, Tòa án quân sự quân khu 5 tuyên phạt triệu quân sự tổng mức án tù trung thân sau lần trốn trại đầu tiên. Khi bản án có hiệu lực, sự được cơ quan quân sự di lý vào xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giam giữ ở trại Tây 10 thuộc quân khu 5. Tính đến tháng 6 năm 2022, sự đã gây ra 3 vụ trốn trại, đều bị bắt tại các quán net và đang trong quá trình chơi game. Thời điểm sự xa lưới khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Vì đối tượng này, dù nhiều lần qua mặt được các lực lượng chức năng, nhưng lại không qua khỏi cơn nghiện game. Trên đường bỏ trốn, sự đã vào quán internet để chơi game online thâu đêm suốt sáng và ăn ngủ ngay tại quán. Tại đây, sự đã bị người dân phát giác báo tin cho lực lượng chức năng tới bắt giữ. Dễ thấy cả triệu quân sự và Trương Việt Hùng đều có điểm chung là những nô lệ của game online. Hai đối tượng này sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác rồi cướp tài sản để phục vụ nhu cầu chơi game. Sau khi gây án, các đối tượng còn điềm nhiên ăn ngủ tại quán game, đắm chìm trong thế giới ảo mà hoàn toàn quên mất bản thân vừa gây ra tội ác tày trời. Tuy nhiên, ở hai kẻ phạm tội này vẫn có một số điểm khác nhau mà nổi bật nhất chính là mức độ nghiện game của cả hai. Triệu quân sự vốn là một học sinh giỏi, một quân nhân tốt, nhưng do xa đà vào trò chơi điện tử mà dần trở thành kẻ trộm cắp, kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn nghiện game đến nỗi, mặc dù đã thụ án trung thân, nhưng vẫn nhiều lần tìm cách vượt ngục, bất chấp pháp luật để đi theo tiếng gọi của cám dỗ. Cơ nghiện game trong sự đã biến hắn trở thành kẻ không biết sợ là gì. Khi bị bắt lần thứ ba, đối tượng cười toe toét với các cán bộ chiến sĩ công an truy bắt mình. Có thể đây là biểu hiện tâm lý không bình thường, nhưng cũng có thể triệu quân sự xem thường pháp luật, coi pháp luật như trò đùa. Nhưng sát hại người khác, cướp tài sản, trộm cắp tài sản không phải là game, mà đó là hành vi phạm tội. Còn với Trương Việt Hùng, có lẽ cơn nghiện game chưa ăn sâu vào máu giống như triệu quân sự. Đối tượng này vẫn còn biết sợ, vẫn biết tội của mình sẽ có ngày bị phát giác và chuẩn bị cái kết cho bản thân. Trên được dẫn giải về trụ sở công an quận Long Biên, Hùng Bình Thản nói, cháu về chào mẹ, định sẽ trốn đi xa hoặc tự kết liễu vì biết thế nào cũng bị bắt. Thưa quý vị, game online vốn không phải là cây xấu, nó được tạo ra phục vụ mục đích giải trí của con người thậm chí hiện nay một số trò chơi còn được phát triển thành bộ môn thể thao điện tử dành cho các tuyển thủ chuyên nghiệp và được tổ chức thi đấu một cách bài bản như trong các kỳ sea games vừa qua như vậy có thể thấy chỉ có những người chơi không làm chủ bản thân biến mình trở thành con nghiện của các game online mới khiến cho việc chơi game nhận về nhiều cái nhìn không mấy tích cực Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận chứng nghiện game trò chơi điện tử là một bệnh lý trong danh sách phân loại bệnh quốc tế ICD. Theo WHO, nghiện game là một bệnh tâm thần gây ra những hệ quả nghiêm trọng cần phải có sự can thiệp của y học. Để góp phần đẩy lùi vấn nạn này, ngoài sự quan tâm, giáo dục từ nhỏ trong gia đình, bản thân mỗi người trưởng thành cũng cần giữ cho mình sự tỉnh táo, vững vàng trước cám dỗ, tránh đi vào vết xe đổ của Trương Việt Hùng và Triệu Quân Sự. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!